kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đang Thành Chúa Trộm, Vietnam Airlines réo, bố chính ơi, cứu con. Hệ thống doanh nghiệp của nhà nước Việt Nam được hưởng bao nhiêu chế độ ưu đãi, nhưng hoạt động luôn bết bát. Trong các hãng hàng không của Việt Nam thì Vietnam Airlines là hãng hàng không được nhiều ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cho tới nay, Vietnam Airlines là hãng bay bết bát nhất, bất chấp bao nhiêu lần được chính phủ bỏ tiền giải cứu. Có nhiều ưu ái cho Vietnam Airlines, kể cả những ưu ái rất lộ liễu như dàn lãnh đạo hãng bay này đã điều máy bay để thực hiện các chuyến bay giải cứu và chính hãng đưa ra mức giá vé phi lý để hút máu những đồng bào đang khốn đốn vì bị kẹt ở nước ngoài do đại dịch COVID-19. Vụ chuyến bay giải cứu đang được xét xử với 18 án được đề nghị ở khung cao nhất là án tử hình. Ngoài ra còn có rất nhiều án khác mà nếu kết thúc phiên xét xử, ắt hẳn trong đó có nhiều án rất nặng. Một hãng hàng không lớn xin chính phủ bảo hộ phá sản. Không những lãnh đạo của Vietnam Airlines được ưu tiên ẩn nấp tại vùng cấm trong vụ máy bay giải cứu, mà trong vụ chuyển ma túy mới đây, nhân viên hãng hàng không này đã được thả một cách khó hiểu. Trong khi đó, tang chứng, vật chứng thì đã rành rành bắt tại chỗ. Những dấu hiệu này cho thấy dường như Vietnam Airlines là vùng cấm, không ai dám động vào. Vietnam Airlines phạm đủ thứ tội và không bị truy cứu thì rõ ràng hãng bay này chẳng khác gì cậu ấm cô chiều của Đảng. Đảng là cha mẹ của Vietnam Airlines và đang bao bọc cho đứa con hư này một cách mù quáng. Những đứa con hư thì thường hay phá hoại rồi sau đó khóc lóc xin bao bọc. Thật sự Vietnam Airlines đang cư xử y hệt như thế. Vào ngày 11 tháng 7, báo chí trong nước đồng loạt dẫn lời Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa nói rằng chi phí vận hành rất cao nhưng giá vé máy bay như vé mùa hè rẻ nhất trong 6 tháng gần đây. Các hãng hàng không đang rất khó khăn. Theo tôi được biết, một hãng hàng không khá lớn của Việt Nam gần đây đã báo cáo chính phủ xin bảo hộ phá sản. Ý của ông Đặng Ngọc Hòa ám chỉ một hãng hàng không nào đấy, không biết là hãng nào. Tuy nhiên, một hãng hàng không tư nhân mà cầu cứu chính phủ thì e là réo không đúng đối tượng, bởi các hãng hàng không tư nhân không được dùng vốn của nhà nước. Vậy bảo hộ phá sản là gì? Bảo hộ phá sản là doanh nghiệp nộp đơn lên tòa án để xin phép được hoãn thanh toán nợ, để tái cơ cấu. Đây là luật mà Mỹ có quy định hẳn hoi. Tòa án xem xét hồ sơ, nếu doanh nghiệp có khả năng trả nợ khi tái cơ cấu thì họ có thể được bảo hộ. Còn những doanh nghiệp nào bị đánh giá là hết thuốc chữa thì sẽ bị bác đơn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa: tại Việt Nam chưa có luật quy định về bảo hộ phá sản nên sẽ không có phiên tòa nào phán quyết về việc doanh nghiệp có được bảo hộ phá sản hay không. Tuy nhiên với doanh nghiệp nhà nước thì lại có thể được. Ở đây không phải do tòa án quyết định mà do chính phủ ra quyết định với đứa con cưng của mình. Doanh nghiệp nhà nước, chính phủ là cha, doanh nghiệp quốc doanh là con. Khi con hấp hối réo cha thì làm sao cha không cứu cho được. Đó là phần lợi ích rất lớn mà doanh nghiệp nhà nước được hưởng, còn doanh nghiệp tư nhân không được. Giả sử nếu kẻ réo chính phủ là Vietnam Airlines thì khi đó hãng máy bay này sẽ được hoãn trả nợ và được tái cơ cấu. Nói là tái cơ cấu chứ thực ra là kéo dài thời gian để chính phủ ra tay cứu lấy ông doanh nghiệp ăn hại đó mà thôi. Mà đã là đứa con hư gây nợ rồi cầu cứu, thì sau khi cứu nó lại gây nợ tiếp. Đó là cái vòng luẩn quẩn không có cách nào thoát ra được. Cứ thế mà doanh nghiệp này phá hoại nền kinh tế, hút máu của người dân để một tồn tại tiếp tục. Càng được giải cứu thì Vietnam Airlines càng tiếp tục phá. Hiện nay, Vietnam Airlines là đơn vị chịu trách nhiệm đưa quan chức chính quyền đi công du trong và ngoài nước. Hãng này được xem là đôi chân của Đảng, thì chẳng lẽ Đảng lỡ cắt đôi chân của mình đi? Và Vietnam Airlines biết như vậy nên họ cứ làm mọi cách để được chính phủ ra tay hết lần này đến lần khác, và đó chính là tiền thuế của người dân. Ở Việt Nam không có sự công bằng nào cả. Con quan khác hoàn toàn con dân, đối với doanh nghiệp cũng y như thế. Là đứa con của Đảng thì được ưu ái trăm bề, còn doanh nghiệp tư nhân thì khổ sở trăm bề. Trong đó có việc phải trích lợi nhuận ra để bôi trơn cho bộ máy của chính quyền, thì mới được yên ổn làm ăn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đang thành chúa trộm, Vietnam Airlines réo bố chính ơi cứu con. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Rơi tổ kén Tổng cục 2 là gặp nguy hiểm, Hùng Tút có đi vào vết xe đổ của Nguyễn Chí Vịnh hay không? Những câu chuyện trong ngành tình báo thường là những chuyện không có hậu, bởi trong giới chính trị người ta thích dùng tình báo để mà hạ đối phương, nhưng lại sợ bị tình báo hạ bệ mình. Bởi một khi bên tình báo điều tra chuyện của người khác thì cũng điều tra chuyện của mình. Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng của Việt Nam từ chức tới thời này, thời ông Nguyễn Chí Vịnh đã chĩa nòng vào đồng chí rồi. Phần lớn công việc của tổng cục này là thu thập những chuyện bí mật động trời của các ủy viên Trung ương Đảng cỡ bự và các ủy viên Bộ Chính trị. Phạm Ngọc Hùng, người ngồi chiếc ghế tổng cục trưởng Tổng cục 2 được tới 9 năm. Phạm Ngọc Hùng, tức là Hùng Tút, từng là cấp phó cho Nguyễn Chí Vịnh trong Tổng cục 2. Sau đó, ở cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Chí Vịnh đã nâng đỡ Phạm Ngọc Hùng lên nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng từ năm 2014. Như vậy đến nay, Hùng Tút đã nắm Tổng cục 2 tròn 9 năm. Thường thì một tổng cục trưởng giữ vị trí không quá 10 năm, nếu không có gì thay đổi thì sang năm 2024, Hùng Tút sẽ chui ra khỏi tổ kén của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Người am hiểu thì đánh giá Phạm Ngọc Hùng còn tỏ ra trí trá, thức thời hơn cả Nguyễn Chí Vịnh. Nếu nói Nguyễn Chí Vịnh là người chỉ tận tụy với Nguyễn Tấn Dũng thôi, thì Phạm Ngọc Hùng không trung thành với ai lâu dài cả. Ông Hùng có thể trung thành với Nguyễn Tấn Dũng khi ông này còn là thủ tướng, rồi ông trung thành với Nguyễn Xuân Phúc khi ông Phúc làm thủ tướng. Và giờ đây ông ta hỗ trợ Phạm Minh Chính rất nhiều, giúp cho Phạm Minh Chính có thế lực ngang ngửa với Nguyễn Phú Trọng trong Bộ Quốc phòng. Có người nói rằng ông Chính mà không có ghế trong Bộ Quốc phòng và không có thế trong đó thì ông Chính đã ngã ngựa cùng đợt với Nguyễn Xuân Phúc mất rồi. Có tin cho rằng sức khỏe của Nguyễn Chí Vịnh đang rất khó vì biết quá nhiều chuyện. Như vậy có thể nói Phạm Ngọc Hùng trung thành với cái ghế chứ không trung thành với cá nhân nào hết. Ông Hùng chỉ trung thành với ghế thủ tướng, nên dù ông nào lên thì ông ta vẫn ưu tiên trung thành với ông đó và lơ đi những ông đã hết thực quyền. Ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng từ năm 2016 cho đến năm 2021 thì ông Hùng Tút chỉ trung thành với ông Phúc giai đoạn đó. Sau khi ông Phúc chuyển sang ghế chủ tịch nước thì Phạm Ngọc Hùng lơ đi và để ông Phúc ngã ngựa sau có 2 năm vì không còn được nắm tử huyệt của các đồng chí nên bị đồng chí loại khỏi chính trường. Hạ một tổng cục trưởng tổng cục tình báo khi đương chức là một vấn đề rất khó. Phạm Ngọc Hùng đang giữ chức và tất nhiên trong tay ông không thiếu những câu chuyện có thể khiến cho các đồng chí trong Bộ Chính trị phải sợ hãi. Thực tế thì Hùng Tút đã nắm chức này được 9 năm rồi, giờ đây đã gần đến lúc phải rời chiếc ghế theo chế độ. Và lại ông Hùng nay đã 63 tuổi, sang năm là 64, bằng tuổi về hưu của Nguyễn Chí Vịnh. Khả năng cao là ông Phạm Ngọc Hùng sẽ phải nghỉ hưu vào năm 2024, lúc đó xem như ông ta đã rời khỏi tổ kén của Tổng cục 2, lành ít, giữ nhiều. Có thông tin là Nguyễn Chí Vịnh đã bị bệnh rất nặng, vì biết quá nhiều thì xem ra Phạm Ngọc Hùng cũng khó mà tránh khỏi cái kết tương tự. Đã gần 10 năm nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội, ông Phạm Ngọc Hùng không những biết nhiều mà còn biết những vấn đề có tính thời sự nữa. Phạm Ngọc Hùng bắt tay với Trần Đại Quang, một người đã bỏ mạng khi rời khỏi tổ kén của Bộ Công an. Tổ kén rất quan trọng, nó giúp cho người ở trong đó an toàn hơn. Bài học thì đó có rất nhiều, ông Trần Đại Quang sau khi rời khỏi tổ kén ở Bộ Công an đã có cái kết như thế nào thì thật sự đã rõ mười mười. Mới đây, ông Tô Lâm đã quyết không chịu rời khỏi tổ kén để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước cũng vì lý do an toàn mà thôi. Và át hẳn, ông Phạm Ngọc Hùng cũng biết những cái kết dành cho những kẻ biết quá nhiều. Không có kẻ thù nào hạ được một cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2 mà chỉ có chính đồng chí hạ nhau mà thôi.
có người nhận xét rằng Ban Bí thư cũng là tổ kén của ông Tổng Bí thư. Giả sử một ngày nào đó ông Tổng rời bỏ quyền lực thì e rằng ông cũng khó an toàn. Bởi ông đã từng bị đột quỵ rất bí hiểm khi còn đang ở trong tổ kén. Và có thể đấy cũng là lý do để ông ôm chiếc ghế cho đến chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Rời tổ kén, Tổng cục 2 là gặp nguy hiểm. Hùng Tút có đi vào vết xe đổ của Nguyễn Chí Vịnh hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de